Rồi, xin gửi lời chào toàn thể anh em nha. Em vẫn là Quyết Bắc Giang, chuyên động cơ xe máy ở kênh Quyết Bắc Giang anh em nha. Nay giới thiệu cho tất cả anh em về một số đầu máy để lắp cho tất cả các dòng xe máy phổ thông, máy lằm nha. Đấy. Thì con đầu tiên này thì bên em đang là con Suzuki AX100. Con này nó theo cả chế hòa khí nhá, phần đạp, phần số. Bên em hiện giờ đang cung cấp tất cả các loại phụ tùng xe ba bánh, máy móc nhá. Đấy, lướt qua một số đầu máy để cho anh em lắm được nhá. Đây, 2, 4, 6, 7, 8 đầu máy để anh em tham khảo. Đây, đầu tiên là con máy số 1 nhá. Con số 1 là con AX100. Nó theo cần đạp, cần số và chế hòa khí nhá. Anh em xem kênh, anh em nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh nhá. Số điện thoại mua hàng của em đây. Anh em nhớ đăng ký kênh, góc màn hình nhá. Đây, tổng thể đây. Hàng mới nha, hàng nhập nội địa, hàng của Suzuki anh em nhá, hàng Nhật đây. Đấy. Máy AX100, máy 2 thì nhá. Con này 2 thì lắp cho Win, lắp cho Min và con kích nhá. Con này là côn tự động nhá. Côn tự động. Nên là nó giá bán của nó là 6,7 triệu anh em nhá. Và anh em đỡ phải hỏi nhiều. Đấy, này em báo giá hết tất cả. Đấy, con máy là con máy zin nhá. Con máy Hanji, máy zin nhá. Anh em nó mua giờ giá nó chỉ có 4 triệu đồng. Đấy, 4 triệu anh em nhá. Đấy, báo giá luôn. Con này lắp cho Uizim. Uizim Cup Win. Đấy, Hanji. Nó giống y hệt cái máy của Honda nha anh em nhá. Đấy. Nó theo cần đạp, cần số và chế hòa khí anh em nhá. Đấy. Em giới thiệu sơ qua thôi. Máy thì chi tiết anh em vào kênh nhá. Anh em đăng ký kênh thì có video trực tiếp, video nó ấy thì anh em có thể xem được. Đây con máy 67 nhá, con này không đề này. Lắp cho cái dòng máy 67 nhá. 68 rồi dòng Honda anh em lắp được hết nhá. Con này côn tay giống hệt con máy 67 luôn. Rồi anh em thích lắp vào cúp được. Anh em có mấy dòng. Này côn tay 4 số tròn nha anh em nhá. Đây. Côn tay 4 số tròn. Đây. Lốc 67 côn trước nhá. Hàng cực đẹp luôn. Anh em mà có nhu cầu thì alo. Nó hơi của nó là hơi của nó là 124 nhá. Đấy, 124 bốn số tròn. Đấy, còn con này em sẽ giới thiệu anh em, nó là con Super Cup. Đấy, lắp cho con Cup nhá. Con này con cái lốc bên này nó giống con 67. Đấy. Đấy, con Cup này thì nó phân chia 3 loại. Con này không đề này. Anh em nào yêu thích không đề thì anh em lắp không đề. Đấy, quay vòng. Cái hơi của nó vẫn là hơi 125 anh em nhá. Đấy. Máy lốc bên này giống nói chung là con Cup như nào nó y hệt như vậy nhá, để anh em lựa chọn. Đấy, cái giá của nó là 3,5 triệu nha anh em nhá. Đấy. Còn anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại của em. Cái dòng có đề thì nó đắt hơn 200 một chút. Đây còn là con Cup lắp cho Charlie này. Cup không đề. Đấy. Anh em lắp được hết, Cup lắp được hết. Đấy. Hơi của nó cũng hơi 125. Đấy, nó đầy đủ hết để cho anh em lựa chọn. Giá rất chi là ngon, rất chi là đẹp luôn. Đấy, đài gầm. Còn con Cup đài trên nữa. Đấy. Cup đài trên nhé. Anh em mua hàng thì anh em cứ nói anh em lắp xe gì con Cup như là. Đây con này Cup. Con này Cup đài trên thì con này lòng nhôm. Thì con này nó sẽ đắt hơn một chút, con này là 4 triệu. Con này báo giá hết cho anh em thì anh em có nhu cầu để mua hàng liên hệ trực tiếp em. Đấy. 4 triệu nhá. Đề trên. Đấy. Con này lắp cho D1 hơn 125. Uizim Cup Win anh em lắp được hết. Đấy. Nó lắp hết cho tất cả các dòng. Đấy. Bây giờ cái hàng dòng máy nhập về nó hơi khó một tí nên là hàng em còn ít được, còn 1-2 con. Anh em là nhanh tay alo trực tiếp cho em là 0364011683 anh em nhé. Đấy. Đây. Còn là con dòng sen này. Dòng sen này bây giờ em bán 4,7 triệu này. Dòng sen này hàng thương hiệu của nội địa của Trung Quốc nhá. Hàng tốt luôn. Máy móc rất chi là ok. Hơi 125. Con này bán 4,7 triệu nha anh em nhá. Cái nào tốt bên em bảo tốt, còn cái nào mà nó giá nó hợp tiền thì anh em mua hợp tiền. Đấy, còn cái dòng nó thương hiệu thì nó đắt, thương hiệu thêm nó đắt hơn. Đây, dòng sen. Đấy, còn con Hanshin này nó giống y